Thưa quý vị, đến nay thành phố Đà Nẵng đã qua gần một tháng không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Hoạt động vận tải hành khách dưới 9 chỗ ngồi dần có dấu hiệu khôi phục. Tuy nhiên, các xe chạy tuyến cố định liên tỉnh đi và đến Đà Nẵng vẫn chưa được phép hoạt động trở lại do nhiều địa phương dịch bệnh còn đang diễn biến phức tạp. Riêng chặng đường Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã được nối tuyến từ ngày 8 tháng 6, nhưng đến nay lượng khách vẫn thừa thớt. Ghi nhận của phóng viên thời sự vào sáng nay 14 tháng 6. Trước cổng bến xe trung tâm Đà Nẵng không còn tấp nập xe ra vào. Bên đường vài xe khách đi tuyến cố định Quảng Ngãi treo bảng nhận chở hàng hóa. Chỉ vài người trên xe cho một chuyến hành trình. Nhà xe cho biết Quảng Ngãi là địa phương đầu tiên được thông tuyến Đà Nẵng cách đây gần một tuần, nhưng các xe hoạt động dường như không có khách, nhiều xe phải hạ ghế ngồi để nhận chở hàng hóa để kiếm thêm thu nhập. Để Đà Nẵng, Quảng Ngãi là không cho hoạt động là được vài ngày, mấy ngày rồi nhưng mà đều khách cứ là dịch rồi nên họ cũng không đi tới đi lui nhiều vậy, để không có khách. Ban quản lý bến xe trung tâm Đà Nẵng cho biết, tuy tuyến Đà Nẵng Quảng Ngãi được phép mở trở lại nhưng khách không vào trong bến mua vé như thường lệ mà hô hết ra đường đón xe, gửi hàng cho tiện. Trước thực trạng này. Ban quản lý bến xe buộc nhà xe ký cam kết phải nắm được thông tin hành khách đi xe, nộp bản khai báo y tế khi kết thúc chuyến đi và thực hiện nghiêm 5K, không dừng đón khách dọc đường nơi địa phương có ca lây nhiễm mà Bộ Y tế công bố. Thì hiện nay do tình hình Covid, cái tiếng mà được hoạt động á, thì không có hành khách. Còn về phía bến xe, chúng tôi thực hiện theo chỉ đạo là thực hiện 50% cái tần suất xe xuất bến cũng như 50% hành khách trên bến và thực hiện các biện pháp phòng chống covid. Thứ nhất là theo cái 5K và trọng tâm là công tác khai báo y tế.